Nấm mỡ là thực phẩm được rất nhiều người ưa thích bởi không chỉ ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh. Nấm mỡ được chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn như nấm mỡ xào, nấm mỡ nấu súp. Song đơn giản và ngon nhất phải kể đến nấm mỡ nhồi tôm thịt. Món ăn này sẽ mang đến cho gia đình bạn một hương vị thơm ngon, giòn ngọt, bổ dưỡng và rất dễ đưa cơm trong ngày lạnh. Nấm mỡ còn gọi là nấm trắng, nấm Mako, nấm Paris. Theo nghiên cứu của y học cổ truyền, nấm có vị ngọt, tính mát, có công dụng bổ tỳ ích khí, nhuận phế hóa đàm, tiêu thực, rất thích hợp cho những người chán ăn, mệt mỏi do tỳ vị hư yếu, sản phụ thiếu sữa, viêm phế quản mạn tính, viêm gan mạn tính, hội chứng suy giảm bạch cầu. Trong 100g nấm mỡ tươi có chứa một lượng protein, một loại đạm rất tốt cho cơ thể. Trong nấm còn có một lượng chất xơ, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, C cần thiết. Ngoài ra, nấm còn chứa nhiều loại axit amin quý như threonine, alanine, aspartic acid, leucine, citrulline, glucine, glutamic acid, sarcosine, proline cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Muốn bảo quản được nấm mỡ, trước tiên chúng ta mua về là phải bỏ vào tủ mát để giữ được nhiệt độ của cho nấm không bị sân ở mặt ngoài. Thứ hai nữa, cách chọn nấm đó là mình phải chọn những nấm tươi, bề mặt của mù nấm và có màu trắng tươi đẹp, không được bâm, và cái chân nấm đang còn nguyên. Vì nếu chân nấm mà đã bị mất rồi thì nó sẽ bâm vào phần trong của ruột nấm. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ngon và Lành của kênh VTC14. Hôm nay, nhà hàng Sáu Ngư Sơn chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn món nấm mỡ nhồi tôm thịt. Để có một món nấm mỡ nhồi tôm thịt ngon, trước tiên chúng ta phải chọn nấm. Nấm mỡ phải chọn những nấm đang còn tươi, ở mặt mù của nấm có màu trắng tươi và không có những nếp bâm và nhăn. Để chế biến được món nấm mỡ nhồi tôm thịt, chúng ta cần những gia vị sau. Trước tiên là tôm. Tôm chúng ta phải chọn những con tôm tươi ngon, đang sống, đang bơi. Không được chọn những con chết đen đâu vì sẽ làm mất vị món ăn. Hai nữa là thịt. Thịt chúng ta chọn những miếng thịt thăn, thịt bắp ngon. Và chúng ta có những gia vị phụ như tỏi, hạt tiêu, mì chính, bột năng, hạt nêm, xì dầu, dầu ăn và có rau như hành lá, rau muối ta. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm món nấm mỡ nhồi tôm thịt. Nấm trước khi mua về chúng ta phải rửa sạch. Khi rửa nấm chúng ta lưu ý những điều như sau, đó là phần mù nấm chúng ta sẽ xóa nhẹ, không được làm nát phần trên thì sẽ ngậm được vào. Phần chân của nấm chúng ta phải rửa kỹ vì có những đất và gỗ sẽ bám vào chân nấm. Tốt nhất chúng ta nên rửa từng cái một vì để cho bảo đảm vệ sinh an toàn. Sau khi nấm đã được rửa sạch, chúng ta dùng dao để lấy phần chân của nấm ra. Để lát nữa chúng ta nhồi thịt và tôm vào.
Lưu ý khi lấy nấm, khi lấy chân nấm, chúng ta phải lấy sạch. Sau khi chúng ta đã sơ chế nấm xong, bước tiếp theo chúng ta bóc vỏ tôm. Lưu ý khi bóc vỏ tôm, chúng ta sẽ bóc hết phần vỏ, phần đầu và đuôi. Sau khi tôm đã được bóc sạch, chúng ta rửa qua được một lần nữa để những phần bẩn ở gần đầu tôm được sạch hơn. Bước tiếp theo chúng ta thái thịt và mắm. Thì chúng ta thái những lạt mỏng để lạt nước mắm được nhanh hơn. Lưu ý phải chọn những miếng thịt đã ngon tươi. Sau khi đã sơ chế sạch tôm và thịt, chúng ta băm nhuyễn. Lưu ý khi băm tôm thịt, đó là chúng ta phải băm nhuyễn để lăn cho vào nấm nó không bị rơi ra. Sau khi đã băm tôm và thịt nhuyễn, chúng ta cho vào tô. Và cắt thái một ít hành lá nhuyễn bỏ vào cho tăng thêm vị thơm của món ăn. Sau khi hành lá được thái nhuyễn, chúng ta cho vào trong tôm và thịt đã được băm nhuyễn. Bước tiếp theo chúng ta cho gia vị vào, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê hạt nêm. Chúng ta trộn đều. Sau khi đã trộn đều gia vị vào thịt mắm và tôm, bước tiếp theo chúng ta cho thịt mắm tôm vào nấm. Lưu ý khi cho thịt mắm vào nấm thì chúng ta dùng thìa để làm chặt thịt mắm vào trong nấm để lát nữa chúng ta chiên nó không bị rơi ra. Lưu ý tiếp theo đó là chúng ta không được làm nấm vỡ ra, vì lát nữa chiên nó sẽ không được đẹp. Sau khi chúng ta đã nồi tôm thịt vào nấm thì chúng ta cho lên chảo để chiên. Lưu ý khi chiên nấm nó là phải cho dầu nóng với mức độ vừa phải, và phải cho phần thịt của và tôm xuống mặt chảo để tránh trường hợp là nó sẽ tách ra khỏi nấm. Lưu ý tiếp theo khi chiên nấm đó là chúng ta phải chiên trong khoảng thời gian 10 đến 15 phút để cho thịt ở phía trong nấm có thể chín được. Sau khi chúng ta chiên nấm đã chín tới thì chúng ta phải lật đều hai mặt để cho phần mù nấm và phần tôm thịt được chín đều. Lưu ý khi chờ đó là chúng ta phải
cẩn thận nhẹ tay, không để thịt tôm thịt tách ra khỏi nấm. Trong thời gian 15 phút chúng ta đã chiên xong, chúng ta cho nấm ra đĩa để thưởng thức. Để tăng thêm phần hấp dẫn của món nấm mời nhồi tôm thịt, chúng ta làm thêm nước sốt. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm nước sốt. Rồi chúng ta băm bột. Rồi chúng ta đập dập và băm nhỏ. Sau khi đã băm nhỏ tỏi, chúng ta cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo để phi thơm. Sau khi dầu đã sôi nóng, chúng ta cho tỏi vào. Cho tỏi vào đảo đều đến khi tỏi ngả vàng và có mùi thơm. Sau khi tỏi đã được phi thơm, chúng ta cho 2 muỗng cánh được dùng. Hai muỗng cà phê xì dầu. Một phần hai muỗng cà phê tiêu. Một phần hai muỗng cà phê bột ngọt. Và một phần hai muỗng cà phê cano. Khi cho gia vị vào, chúng ta đảo đều gia vị. Sau khi sốt đã sôi, chúng ta xuống một ít bột năng để cho sốt được quyện hơn. Sau khi đã được sốt thì chúng ta rồi đều lên nấm. Lưu ý là chúng ta sẽ rồi một lượng nước, lượng sốt vừa phải. Muốn có một món nấm mời nhồi tôm thịt ngon, trước tiên chúng ta phải chọn nấm tươi. Thứ hai nữa là tôm. Tôm chúng ta phải chọn những con tôm tươi sống. Và thịt thì chúng ta phải chọn những miếng thịt nạc và đang tươi. Giờ phía ngoài đó đang có sự đàn hồi của thịt. Thứ ba nữa là lưu ý khi chiên nấm, đó là mình phải cho nhiệt độ của dầu vừa phải và chiên ở phía mặt mặt có thịt cho vào trước. Vì để tránh trường hợp nếu mà mình chiên mù nấm trước thì sẽ thịt nó sẽ vỡ ra khỏi nấm ạ. Nấm mỡ nhồi tôm thịt là một trong số ít những món ăn đơn giản từ nguyên liệu đến cách làm, nhưng mùi vị lại không hề thua kém những món ăn cầu kỳ khác. Nếu bạn bận rộn với công việc và chỉ có chút ít thời gian cho việc bếp núc, hãy bổ sung ngay món ăn này vào danh sách những món ăn thường xuyên của gia đình. Nó sẽ giúp bạn hoàn thành tốt vai trò đầu bếp trong gia đình, ngay cả khi bạn bận rộn nhất.